Đây là một cây trà cổ thụ có cái độ tuổi trên 300 năm ở suối Giàng, Yên Bái. Thế thì có rất là nhiều người có hỏi bác sĩ Ngọc về cái việc mà uống nước nào để mà giúp cho cái việc khỏe mạnh ấy. Thì nước trà hay là chè xanh ấy, nó được xem là một trong những cái thứ uống mà rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nếu như mà chúng ta thay đổi cái thói quen, chẳng hạn như chúng ta thay đổi cái việc mà uống nước ngọt, uống bia bằng cái việc mà chúng ta uống trà hay là có thể uống nước lọc đấy, thì nó là một trong những cách để giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe rất là tốt. Thế thì tại sao trà xanh nó lại có cái tác dụng đối với sức khỏe như thế? Cái đầu tiên chúng ta sẽ xem là một trong những cái thành phần rất là quan trọng ở trong cái trà xanh ấy, đó là cái polyphenol. Thế thì polyphenol nó là một cái hợp chất chống oxy hóa, nó cực mạnh và nó chúng ta cũng đã nghe đấy, cái việc mà uống trà xanh tốt cho sức khỏe, hay là chúng ta thấy là uống rượu vang đúng không nhỉ? Bởi vì trong những cái rượu vang, trong cái quả nho, cái vỏ của nho ấy, hay là trong cái trà xanh này thì nó có chứa rất là nhiều cái hợp chất polyphenol đấy, và giúp cho cái việc mà chống oxy hóa. Chống oxy hóa ở đây tức là sao? Nó sẽ có cái tác dụng là bảo vệ những cái tác nhân ngoại lai gây tổn thương các tế bào của cơ thể của chúng ta, và khi nó bảo vệ đấy thì nó ngăn chặn rất là nhiều những cái bệnh tật phía sau đấy. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là một cái trong những cái nghiên cứu người ta cho thấy là khi mà chúng ta uống nước trà thường xuyên ấy, thì nó có khả năng giảm được cái LDL ở trong máu của chúng ta, tức là cái mỡ máu xấu ấy. Thì khi mà nó giảm được những cái như này ấy, thì nó cũng có một cái nghiên cứu cho rằng là khi mà chúng ta có một cái nhóm người phụ nữ mà người ta cái nhóm mà uống trà chanh hàng ngày so với một cái nhóm mà không ấy, thì người ta thấy là cái tỷ lệ cái mắc bệnh tim mạch thì nó sẽ giảm hơn rất là nhiều so với nhóm kia. Có thể là nó sẽ còn nhiều yếu tố khác nữa, bởi vì có nhiều cái để có thể ảnh hưởng đến tim mạch, nhưng mà trà xanh nó cũng là một trong những yếu tố có thể là giúp cho chúng ta có thể kiểm soát được vấn đề mỡ máu. Cái thứ ba của chúng ta có thể nói đến nữa là gì? Đó là cái việc mà chúng ta giảm cân, kiểm soát cái cân nặng của chúng ta. Thế thì đâu đấy chúng ta đã nghe nói về việc mà uống cà phê trong cái việc giảm cân đúng không nhỉ? Thì trong cái trà xanh nó cũng thế, nó sẽ có cái cả caffeine hay là trong cà phê. Tuy nhiên thì trong trà xanh thì nó sẽ là ít hơn. Bởi vì thế mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta uống cà phê vào buổi sáng, cà phê không đường để mà giúp giảm cân, thì trong trà xanh nó cũng thế. Thế là tại sao nó lại có tác dụng như thế? Bởi vì trong cái caffeine ấy, thì nó sẽ giúp cho cái hoạt động chuyển hóa trong cơ thể nó sẽ hoạt động nhiều hơn. Bởi vì thế cái việc mà tiêu hao calo nó sẽ là lớn hơn so với cái mức bình thường của chúng ta. Đấy chính là cái việc mà giúp cho cái việc mà cái calo được tiêu hao một cách nó sẽ nhiều hơn, mặc dù là nó không có một sự là bứt phá nào đấy về cái việc mà kiểm soát cân nặng, nhưng mà chúng ta có thể là đưa nó vào trong một cái chế độ ăn uống của chúng ta, thay thế tất cả những cái đồ ngọt bằng cái việc mà chúng ta uống trà xanh, thì nó cũng sẽ là rất tốt cho cái vấn đề liên quan đến cái sức khỏe của chúng ta. Cái thứ tư của chúng ta cái nói đến nữa là gì? Đó là cái việc mà cái dự phòng ung thư. Thì khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề liên quan đến dự phòng ung thư thì nó cũng chính là cái polyphenol đấy, đặc biệt là cái catechin. Thì đây là một cái hợp chất mà nó có khả năng chống oxy hóa, cái bảo vệ cơ thể đấy. Thì khi mà nó có khả năng chống oxy hóa đấy thì nó cũng có những cái tác dụng để mà dự phòng những cái bệnh lý liên quan đến ung thư. Và người ta thấy là có một số những nghiên cứu cho thấy nó sẽ giảm được cái nguy cơ ung thư vú của chị em phụ nữ và ung thư đại trực tràng nữa. Thì đấy chính là những cái tác dụng của cái trà xanh. Thực sự mà nói là nó có rất là nhiều những cái tác dụng đối với sức khỏe, kể cả những cái bệnh lý liên quan đến đái tháo đường nữa. Thì một lời khuyên bác sĩ Ngọc là nếu như mà chúng ta có được cái thói quen với cái việc mà uống trà xanh thì nó rất là tốt. Nếu như mỗi ngày chúng ta có thể là uống tầm 1 cho đến 3 ly trà xanh thì là nó rất là tốt cho sức khỏe. Và đây được xem là một cái thức uống nó rất là tuyệt vời cho sức khỏe của chúng ta. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.